bạn, chào mừng các bạn trở lại kênh Kinh Con Việt Nam, mình là Ngọc đây. Những bạn nào mà làm YouTuber này hay là Vlogger, ngoài cái thiết bị ghi hình ra các bạn trang bị rất là nhiều phụ kiện, ví dụ như là chân tripod này, mic này, đèn, thậm chí là cái ngàm nữa, rất là mất thời gian và đôi khi những cái phụ kiện này không liên kết được với nhau. Chính vì vậy mà ngày hôm nay Ngọc sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ kit, ở trong đó sẽ bao gồm tất cả các phụ kiện để các bạn có thể tạo ra một video. Hãy cùng đón chờ xem là bộ kit này là gì. Tay mình đây chính là bộ kit hỗ trợ làm video dành riêng cho điện thoại Boza BIVG350 Ultimate Smartphone Video Kit. Và bây giờ hãy cùng mình đi unbox nó nào. Bộ kit Boza BIVG350 sẽ bao gồm: thứ nhất là đèn LED với hai tông màu ấm và lạnh sẽ giúp cho các bạn khung hình sáng hơn. Với chân tripod này được làm bằng hợp kim nhôm rất là chắc chắn, kèm theo ball head giúp các bạn xoay 360 độ có khung hình linh động hơn. Một chiếc cây gậy nối dài, một closure và cuối cùng chính là chiếc ngàm điện thoại. Tiếp theo là mic Boza BIMM1 kèm theo bông lọc gió giúp cho các bạn có âm thanh trung thực và kèm một cái chân đế để mic. Bây giờ thì mình sẽ đi test bộ kit của Boza BIVG350 nha. Như các bạn đang thấy đây, mình chưa bật cái đèn của Boza, bây giờ mình sẽ bật cái đèn của Boza nha. Rồi, sau khi mà bật đèn Boza xong thì mình sẽ test thứ nhất là đèn của Boza này, thứ hai là về chiếc mic của Boza BIMM1. Âm thanh các bạn đang nghe chính là đang thu trực tiếp từ chiếc mic. Và bây giờ thì mình sẽ tháo chiếc mic ra để các bạn có thể phân biệt được cái âm thanh khi mà không có mic nha. Đây chính là âm thanh khi mà mình không dùng mic, tức là cái mic các bạn đang nghe là mic mình thu trực tiếp smartphone. Các bạn thấy cái sự khác biệt rõ rệt chưa ạ? Trên đây là một số thông tin về bộ kit Boza BIVG350. Các bạn có thể tới Kinh Con Việt Nam 61 Ba Vân, phường 14, quận Tân Bình để mua và sở hữu bộ kit này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những sản phẩm tiếp theo. Bye!